Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại mở thêm một hộp đồ chơi Spanian Family nhé. Và bộ đồ chơi ngày hôm nay đó chính là bàn trang điểm. Trước đây chị Chim xin đã từng mở một cái bàn trang điểm rồi. Và bàn trang điểm đó là của nàng mèo Ba Tư. Còn hôm nay là bàn trang điểm này không có kèm theo nhân vật ở trong Spanian nha. Mà nó chỉ có một cái bàn trang điểm như thế này thôi. Rất là xinh, bây giờ chị sẽ mở hộp ra ngay. Như thường lệ thì khi mở một hộp đồ chơi Spanian Family, chúng ta sẽ luôn thấy có một cái catalog giới thiệu về tất cả các sản phẩm liên quan đến cộng đồng Spanian này nha. Nhiều lắm các em, sưu tập đủ bộ là chơi đã luôn. Rồi đây là cái bộ về bàn trang điểm ngày hôm nay. Đầu tiên thì đây là cái bàn trang điểm. Bàn trang điểm này nhỏ hơn cái bàn trang điểm hôm bữa chị Chim xin giới thiệu ha. Wow, kiến này là kiến thật nha các em, có thể soi thấy được ở bên trong nè. Bàn trang điểm này màu nâu đậm kết hợp với màu nâu nhạt. Kiến có thể xoay được như thế này để điều chỉnh được cái độ cao thấp khi mà chúng ta sử dụng để trang điểm. Rồi cái bàn trang điểm này có một cái hộc ngăn. Các em có thể bỏ đồ dùng trang điểm của các nhân vật trong Spanian vào đây. Tiếp theo, đây là cái vỉ. Trong vỉ này có những cái dụng cụ trang điểm mà chúng ta sẽ bày lên cái bàn này ha. Wow. Để xem chúng ta có gì nhé. Lần lượt chị Chim Sinh sẽ giới thiệu từng món. Đầu tiên, đây là cái máy sóc, máy sấy tóc mini màu hồng và có một cái nút bấm. Chị sẽ để ở đây. Tiếp theo, chúng ta có thêm một cái số dụng cụ nhỏ này từ từ. Bây giờ chị sẽ mở cái này trước ha. Chúng ta sẽ mở đồ trong cái bịch này trước đi nè. Đây là cái ghế đi kèm với bàn trang điểm. Đây là một cái hộc nhỏ để chúng ta đặt ở trên mặt bàn. Ghế này là dạng ghế đầu bốn chân, không có cái đồ dựa đằng sau. Màu nâu rất là đẹp. Thì sẽ đặt ở cạnh cái bàn trang điểm ha. Rồi đây là cái ngăn hộc được đồ trang điểm thì chúng ta sẽ để ở trên này. Để xem còn có gì nữa. Wow, rất là xinh luôn. À, đây là một cái dây chun buộc tóc mini nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là giống thật nha các em. Tiếp theo thì chúng ta có một cái đây, gọi là cái rương được đồ trang điểm. Màu vàng và ở trên nắp rương có những bông hoa màu hồng nha. Quá đẹp. Chị sẽ bỏ cái dây buộc tóc này vào cái rương này để cất đi. Rồi chúng ta sẽ đặt cái rương lên trên đây. Ok nhé. Tiếp tục, chị sẽ đặt những cái vật dụng còn lại lên trên cái bàn trang điểm này. Đây là cái lược chải tóc mini. Quá xinh phải không các em? Và chị Chim xinh sẽ đặt cái lược chải tóc này vào trong cái hộc. À, thôi chúng ta để ngoài ha. Cái hộc để dành chỗ chứa đồ. Đây là chai nước dưỡng thể nhỏ nhỏ xinh xinh. Tương tự. Tiếp theo. Các em biết đây là gì không? Đây là dạng phấn đánh mặt đó các em.
nhỏ luôn. Chị sẽ để ở ngoài này nhé. Rồi, chúng ta có một chai nước hoa màu xanh da trời. Chị sẽ để vào khay để đồ nè. Ok, chúng ta còn một cái lọ nhỏ khác nữa. Chị sẽ đặt lên đây luôn. Đây là hai lọ sơn móng tay. Những cái vật này rất là nhỏ ha, để phù hợp với kích thước các nhân vật mô hình trong Sylvanian Family. Cuối cùng là hai cây son bé xíu xiu, một cây màu hồng và một cây màu đỏ. Xong rồi, thế là chị Chim Xinh đã bày biện lên hết cái bàn trang điểm này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại và sau đó sẽ mời đến đây một người để chị Chim Xinh sẽ trang điểm nhé. Chiếc bàn trang điểm của chúng ta nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà có rất là nhiều, đầy đủ các dụng cụ luôn nha các em. Đẹp quá phải không nào? Nào giờ chị Chim Xinh sẽ mời đến đây một người bạn để chúng ta sẽ trang điểm nhé. Đó chính là bạn Thỏ. Thỏ xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Thỏ đến đây và cùng chơi trò chơi trang điểm với các bạn. Vì đây chính là cái chiếc bàn trang điểm mà chị Chim Xinh mới mua rất là dễ thương. Rồi Thỏ sẽ ngồi vào bàn trang điểm nhé. Và sau đó chị Chim Xinh sẽ trang điểm cho Thỏ để Thỏ có thể xinh đẹp hơn nha. Quay mặt ra cho các bạn coi nè. Ok, và bây giờ chị Chim Xinh sẽ bắt đầu tiến hành trang điểm cho Thỏ xinh xinh đây. Trước tiên chị sẽ dặm phấn. Chị Chim Xinh sẽ bắt đầu trang điểm cho bạn Thỏ nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy phấn ra nè. Rồi sau đó chị sẽ dùng phấn để dặm. Dặm lên mặt của Thỏ nha. Thêm phấn. Ok rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy son để đánh. Và chị sẽ đánh son cho Thỏ là son màu đỏ. Wow, đã đánh son cho Thỏ rồi, trông Thỏ xinh quá nè. Và bây giờ chị sẽ lấy một ít nước hoa để sức lên. Thơm rồi nha Thỏ nha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm kiểu tóc nhé. Lấy cái lược xuống và chải đầu cho Thỏ. Rồi chải lông, chải lông. Sau đó dùng máy sấy tạo kiểu tóc. Sau khi đã dùng máy sấy tạo kiểu tóc, cuối cùng chị Chim Xinh sẽ lấy cái cục tóc ở trong cái rương này ra và buộc lên cho Thỏ nha. Đây là cái buộc tóc xinh xinh chúng ta sẽ buộc lên cho Thỏ. Wow, dễ thương lắm phải không các em? Vậy là chị Chim Xinh đã vừa trang điểm xong cho Thỏ rồi. Và cất máy sấy tóc vào đây, cất lược vào đây cho bàn trang điểm trở nên thông thoáng. Các bạn ơi, chị Chim Xinh đã vừa trang điểm cho mình rất là dễ thương rồi. Bây giờ mình sẽ đi chơi đây. Xin chào tạm biệt các bạn nha, mình sẽ đi chơi nhé. Nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa giới thiệu xong và mở hộp đồ chơi bàn trang điểm cho các bạn nhỏ xem rồi. Bàn trang điểm này bé hơn bàn trang điểm của mèo Ba Tư mà hôm bữa chị Chim Xinh mở nha, nhưng mà cũng có đầy đủ các dụng cụ. Đây là cái gương, rồi đây là cái hộp đựng đồ trang điểm có rất là nhiều thứ ở trong, có kèm thêm một cái rương nhỏ và một hộp phấn. Ngoài ra có thêm cái hộp đựng được rất là nhiều đồ, có cả ghế ngồi nữa đó. Rất là tuyệt phải không nào? Các em có thích bộ đồ chơi này không? Nếu thích thì like video và còn bình luận ở bên dưới là em thích bộ đồ chơi này nhé. Sắp tới chị Kim Xinh sẽ thử lấy ra một bộ Sylvanian Family để làm mini game tặng cho các bạn nhỏ và thành viên kênh Kim Xinh Channel nha. Nếu muốn mua bộ đồ chơi này, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé.
Còn bây giờ chị Kim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu, hẹn gặp lại các em trong video sau.